Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Quốc Thanh TV, một kênh YouTube chuyên về du lịch, khám phá những cảnh đẹp và ẩm thực của từng vùng miền. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nơi, một khu du lịch rất đẹp và nổi tiếng ở An Giang, đó là khu du lịch gần Chàm Trà Sư. Lần này, vì mình đi ngay đợt lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2021, nên khu du lịch gần Chàm Trà Sư có tổ chức buffet bánh, trái cây và nước uống miễn phí cho du khách tham quan. Các bạn thấy không, rất nhiều loại bánh ngọt nhân gian của miền Tây tha hồ cho chúng ta ăn lựa chọn thỏa thích. Thưởng thức xong tiệc buffet bánh rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong tham quan nha các bạn. Bước qua cánh cổng, chúng ta thấy vườn hoa của gần Chàm Trà Sư rất đẹp. Đi thẳng hết vườn hoa, chúng ta tiếp tục rẽ phải để xuống bến thuyền. Còn đây là căn tin trong rừng Chàm Trà Sư. Ở đây bán bánh xèo, bánh khọt. Chúng ta sẽ xuống thuyền để tiếp tục đi tham quan rừng Chàm Trà Sư nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ thấy rất nhiều loại chim cò quý hiếm. Sau khi tham quan bằng thuyền máy rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục tham quan rừng Chàm Trà Sư này bằng cầu tre nha các bạn. Đi trên chiếc cầu vạn bước này, chúng ta được ngắm những cảnh vật rất hoang sơ và rất đẹp. Xung quanh là một khu rừng tràm, ở dưới ao thì có những thảm bèo xanh. Thường đi du lịch khám phá rừng Chàm Trà Sư, chúng ta sẽ đi bằng thuyền máy cho khỏe, vì đi cầu tre rất xa để đến được bờ bên kia. Sau khi chúng ta tham quan bằng thuyền máy xong, chúng ta sẽ đi một đoạn cầu tre để chụp ảnh check-in. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại vườn hoa để đi ra ngoài nha các bạn. Như vậy là chuyến tham quan khám phá rừng Chàm Trà Sư đã kết thúc. Hẹn gặp các bạn trong video lần sau. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.